em xin chào quý khách đã trở lại kênh Má Cắt Cỏ của cửa hàng Thành Hợp bên em ha. Cửa hàng Thành Hợp của em thì địa chỉ là ở xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ nha. Thì bên em ngoài chuyên máy cắt cỏ thì bên em cũng có trang một hai cây máy cưa xích về cho mấy bác nào có nhu cầu sử dụng, hay là mấy anh nào có nhu cầu sử dụng thì mua thêm. Ví dụ như mua máy cắt cỏ rồi mày bây giờ muốn mua thêm cưa nhưng mà không biết mua ở cửa hàng nào ha, thì có thể là sẵn ủng hộ bên em luôn nha, sẵn em gửi combo luôn. Thì thường thường em bán thì em thấy có chú có bác có anh đồ nhiều khi mua một cây cắt cỏ kèm theo một cây cưa ha, cho nên là biết cái nhu cầu như vậy cho bên em sẽ trang như cho mình là mình dễ mua sử dụng nha. Thì bên em bán máy cắt cỏ với máy cưa gì cũng vậy, hàng bên em lựa từng cây, tuyển từng cây nha, hay bao viên toàn tập không bể vỡ nha anh em, không cháy không này không kia ha, cho nên là mấy anh cứ an tâm mà chốt đơn nha. Thì hôm nay em mới lên cho mình 17 máy, một cái đầu máy lẻ nè, một cây cưa sắt xích lẻ nè, và một cây đeo lưng này lạ lạ ha. Còn bao nhiêu thì em lên máy cắt cỏ càng cứng hết ha nha anh em. Giá hôm nay rẻ nhất thì 1.1 triệu cho cái đầu máy ha. Còn nguyên cây thì 1.2 triệu một cây. Đó, thì giá tầm trung. Rồi đây, hôm nay em có lên cho mình siêu phẩm Mitsu TL33 nha anh em. Siêu đẹp ha. Hai kim đe đỏ tự động trợ lực nè. Tim nhôm, tim gời bố lớn nè, ga bắp zin đồ ha. Đó, một hơi mình đón xem chi tiết nha. Đó, lâu lâu em trang siêu phẩm anh em nhớ cho em xin một nút like nha. Cái này, nút like. Chưa đăng ký kênh thì mình nhắn vô đăng ký kênh để khi em nhanh like rồi nó sẽ hiện lên trang của mình nha, để mình thấy săn được những cái siêu phẩm như thế này anh em. Hàng nghĩa địa Nhật Bản nha, không phải em mà dễ có đâu nha. Về cả ngàn cây được cây đó mấy anh tin không, về cả ngàn cây em lựa khoảng được 200 cây, trong đó có một cây này chứ không phải mà có hoài đâu. Hàng em là hàng lựa là nó về, người ta về xuống nhiều em lọc lựa anh em ra, lâu lâu nó mới có hàng siêu phẩm mà bên em mua giá rất là cao nha, ông công nó mới rẻ, mà em mua gì giá cao mà em chấp nhận em bán đồng giá như lúc trước em ăn công để em đẩy hàng nhanh siêu phẩm cho mấy anh đừng mang có mà sử dụng ha. Rồi cái đến là cây Gubin NB321 nha, đó chạy chế hai kim nha, cây này chạy là bách chiến bách thắng đập cước cô tư nè. Rồi cái đến là Magu Yanma 32cc 38 ly cũng sở hữu chế hai kim tinh nhôm trời luôn đó. Rồi siêu phẩm nè, Magu Yanma 26cc có trợ lực ha, ga bắp zin tinh nhôm tinh rời nha. Hôm bữa em có mẫu giống gì ha, có khách chốt rồi, bây giờ hôm nay có cái mẫu giống vậy nữa cho nên mấy anh tranh thủ chốt nha nè. Đã hôm bữa rất là nhiều khách chốt như này do coi không kịp á. Rồi kế đến là cây Mitsu TL 23 nha, nồng 31 ly đó. Rồi Nhật Quân xài anh em ơi, kêu giết 23 25 32 ly rất khá đẹp ha. Rồi Mitsubishi TL E ha, GUB trợ lực chạy động cơ của Mitsu tên là E ga bắp zin ha, rất là đẹp. Rồi cái đó là GUB 2620 có trợ lực nha, cái này hết nước chấm luôn nha anh em, không còn chỗ nào để chơi luôn ha. Rồi Magu Yanma 20cc nồng 30 ly đó, đẹp len can từng con ốc trắng tư ga bắp zin ha. Rồi siêu phẩm nữa nè, một em áo hồng ốc vàng luôn ha anh em, 20cc nó đẹp nè, nó đẹp mà từ cái này lên cái này đẹp tum nhôm tum gời nha. Đó. Rồi clip 223 ha. Thằng này là chạy là bỏ xa những cây khác anh em, trợ lực luôn, chạy khỏe lắm. Rồi. Austin 2401 nồng 33 ly ha. Thằng này chạy rất là mượt mà nha. Rồi Echo 223 nha anh em, Echo trắng 233. 223. Đã giá mềm mại cho mình luôn. Rồi Tanaka chụp giật phía sau công suất là 24cc nằm 32 ly tum nhôm tum gời nha ha, chế zin rồi luôn. Cái đó là bên em có ra một cái đầu máy Robin cho mình nha anh em, nhà zin hết toàn tập nha, đấu xịt thuốc cắt cỏ gì đều được hết nha. Một cây đeo lưng Mitsu TL261 nha ha, khá đẹp. Rồi bên em có lên cho mình một cây Tanaka tay dài nha, 335 nha anh em, quá đẹp ha. Hàng em lựa tuyển từng cây cho nên anh em thấy đi, không cần chỗ nào mà chơi. Rồi bây giờ mấy anh mua hàng liên hệ cho mẹ em đây, số điện thoại 0913136620 ha. Số này có Zalo nha, Zalo là Mai Thị Thanh Chị ha. Rồi bên em thì nhận ship hàng toàn quốc nha, được xem hàng test nổ máy trước khi nhận nha anh em. Đó. Rồi ship hàng từ trong Nam ra Bắc ha, miền Nam đi trong vòng 3 ngày, miền Trung đi trong vòng 5 ngày, miền Bắc đi trong vòng 7 ngày nha. Ví dụ cái máy 1.2 triệu là bên em sẽ bao ship phụ tùng đầy đủ nha. Đó, phụ tùng bên em thì gồm có nè, một cái ổ cước bốn chấu có dây cước, một cái tiếp mở bogi đầu dao, sợi dây đeo lục giác 4, đĩa dài 3 tấc và một cái chắn cỏ. Đó, mấy món này thì thông dụng cho nên em sẽ là cho mấy món này
Còn không thì mấy anh có thể quán đổi đĩa tròn nha. Ví dụ mấy anh nói là cho anh lấy đĩa tròn ổ cứng hoặc đĩa tròn đĩa dày thì em sẽ cho theo cái yêu cầu của mình. Sẵn anh nói luôn là cái đĩa tròn là em chỉ lấy cái mẫu thôi nha anh em, chứ không phải mà em đưa cái này lên là em ship cái này nha. Tại vì 100 cái đĩa tròn là không có cái nào nó giống cái nào hết. Nó chỉ giống là cái kích thước bên ngoài là 25cm và 22cm thôi, chứ nó không có giống nhau ha. Thì đĩa này là đội to thì mấy anh phát máy to, còn đĩa nhỏ thì mình phát máy nhỏ ha. Còn anh nào mà 6 món này đã đủ rồi, mấy anh muốn lấy thêm đĩa tròn thì thêm dùm em 50 ngàn nữa. Đó, thêm 50 ngàn thì lấy 7 món, còn không thì em có bán đĩa tròn riêng nha anh em. Đĩa tròn là 50, phí 30 là 80, còn mua từ 1 cái cho đến 10 cái thì phí vẫn 30 ha. Bên em sẽ hỗ trợ cho mình phí nha. Cho nên mấy anh nào có mua thêm đĩa tròn ủng hộ em thì mua. Này đĩa zin theo máy đĩa Nhật nha. Đó, nó xét rồi bên em sẽ chào lại cho hết xét. Còn mấy anh mua đĩa tròn mà theo máy thì em bao ship ha. Rồi cứ tranh thủ mình mua nha. Rồi gom cỏ nha anh em, gom cỏ gom nhớ lúa 100 ngàn một cái nha. Mấy anh mua máy mua gom cỏ theo thì em bao ship. Rồi sẵn em nói luôn, quá trình nhận hàng mấy anh nhớ quay video lại nha mấy anh. Quay video là như thế nào? Quay video là trước khi mà em giao hàng mà mấy anh bóc hàng ra thì mấy anh quay video coi, kiểm tra coi có thiếu đồ bể đồ hay không, em mới giải quyết quá trình khiếu nại ha. Chứ mà tháo ra hết rồi quay video nó sẽ không còn giá trị nữa nha. Hồi nãy em bị khách rồi đó, không còn giá trị hiện hữu nữa. Nói chuyện như vậy nó rất là mất thời gian đó, em có yêu cầu quay video lại mà. Rồi bây giờ là sản phẩm cuối cùng, nhớt hai thì ha. Bình này 100 ngàn là 1 lít nha. 1 lít nhớt như thế này mấy anh có thể sử dụng từ 20 đến 25 lít xăng. Rồi bây giờ mấy anh pha tỷ lệ nè. Là 1 lít xăng pha dùm em 40cc nhớt hai thì ha, số 40 nè. Mấy anh bóp nhớt bên này nó qua đây và xuống đây ha. Đó. Mấy anh pha như vậy thì máy chạy nó sẽ hơi ra khói nha, nhưng mà bù lại nó mát máy, mát bít tông mình nha anh em. Xài máy nó bền ha. Đó. Rồi mấy anh mua máy mua nhớt theo thì em bao ship và khuyên mấy anh nên mua chai nhớt như thế này. Dù khi mình xài hết sau này mình chừa cái vỏ này lại mình lường nha anh em. Lường xăng với nhớt xài cho nó chuẩn nha. Rồi bây giờ em sẽ test máy cho anh em mình xem. Hôm nay lên hơi trễ nha. Cái cưa đầu tiên. Lấy cái thước đo làm luôn rồi. Hải. Rồi bây giờ em sẽ đo lam cái chiều dài nó bao nhiêu, hay đo từ ngóc 3 tấc 2 nha. Chiều dài của nó là 3 tấc 2, xích còn khá là dày dặn nha anh em. Giờ phụ tùng vô đi, mấy anh nhìn ốc nó nè, trắng tơ. Ủa, ốc 7 màu anh em ơi, quá đẹp ha. Đó, đây ga bóp nè, còn ga giữ thì bóp cái này lại, đẩy cái này vô thì thành ga giữ ha. Đầu đó, ga giữ là nó lên ga lớn suốt nha ha. Lên ga lớn giống như là mình đang chém cái cây, mình cưa cái cây ha, mình dùng hết sức đó thì cái mấy anh cứ bóp vậy đi là lên ga lớn suốt thôi. Sôi từng con ốc quá đẹp nha nè. Ốc này tại kiểu nó màu đen ha, đó, chữ nhật vậy luôn. Tắt mở nè, 33cc nha. Lam còn khá đẹp nha nè. Rồi mấy anh chốt thì dây 1 dùm em 37 ly, giá là 2.200.000 đồng ha. 2.200.000 đồng cho cây cưa. Rồi cây kế tiếp là Robin. Ra đấy đi. Rồi giật cái nó ngay. Có bố nha, tại bên em không gắn cái chuông cho nên tháo bố ra lên ga cho nó bị đường bị xúc nha. Chừng nào chốt đơn thì bên em sẽ cho theo cái bố nha anh em. 25cc 34 ly ha. Tắt mở nè. Đó, sở hữu chế zin một kim quanh rồ nha. Cái đầu này là mấy anh ca đã cắt cỏ cũng được ha, đấu xịt thuốc cũng được. Cho em này sở hữu là tum nhôm tum rời 260 nha anh em. Đó, tum nhựa cũng được, mà miếng tum 260 đưa vô là bắt vô là ok nha. Rồi 1.1 triệu nha, mấy anh chốt vào dây 2 giùm em, giá 1.1 triệu. Rồi kế đến là Tanaka Việt sau.
Tanaka. Hết chụp giật phía sau cho nên em gọi là Tanaka giật sau nha. Máy này thì công suất tới 24cc nồng 32 ly, nhưng mà giá khá là mềm mại nha anh em. Đó, do máy này em mua rẻ thì em bán rẻ, máy nào em mua cao thì em sẽ kê cao thôi, chứ không phải em máy rẻ mà chạy không ngon là không có nha. Bên em hàng lựa tuyển từng cây, trên cây nào em cũng bao ngon nha ha, cũng bao ngon, cũng bao khỏe, chạy lại xăng, tiết kiệm xăng cho mình nha nè. Này lắp máy này mấy anh nhìn giùm em, bộ khói nè, công tắc nè. Đó, sở hữu chế viên quanh rồ le đỏ tự động nha, tung nhôm tung gời nha anh em, công tắc nè. Anh em thấy đẹp chưa, quá trời đẹp luôn, thấy tiết kiệm xăng luôn nha. Hai ta đôi ga giữ trắng cỏ đầu bò zin ha, đầu bò trắng cỏ tông sẹt tông. Đây sẵn em nói nè, cái đầu bò đó mấy anh thấy không, anh nào chê dơ mấy anh nói em sẽ chà lại cho bóng, còn đầu bò zin là nó vậy đó. Tại vì hôm bữa bên em có chà cho nó bóng rồi, chà bóng thì mấy anh chê đầu bò lô, rồi tới chỗ nhận hàng thì ơi sao mà đầu bò cũ thế, mới bị ông khách. Trời ơi chán, em chán nhiều cái nha, mà em nói hoài em nói không được, với em tức kêu thôi trả máy về cho em đi, hàng xài rồi thì nó phải dính sình dính bọng rồi đó. Thì thành ra có cái gì thì mấy anh cứ nói sẵn, shop làm được shop làm không được thì quỷ đơn khỏi cho đi ha, chứ mà tới chỗ rồi mất công xảy ra trục trặc này kia này, em cũng không có chịu mấy cái nó lui. V3 32 ly, giá con 1,2 triệu nha anh em ha, là sở hữu được cây máy chạy xịn sò nha, giá mềm mại 1,2 triệu, bao ship phụ tùng đầy đủ đó. Ê chuông trắng 223. Chưa nè, chưa đề mới nha anh em, đời cao đó. Nó máy này thì tầm 5kg quay đầu ha, đính nguyên cây nghe máy nha. À, mấy anh thấy là tại cái bộ khối người ta đổ cách nhiệt rồi ha, chứ máy này cái sát không có lớn đâu, rất là nhẹ nha. À, bình xăng lớn đồ zin chán sáng, chạy chế zin ra ngang ha, nhìn ốc cùm nè đó, ra giữ ha. Đầu bò zin, đầu bò có chén chống quán cỏ, chén chống ngọn đầu ốc ha, tôm liền tôm nhựa nha, phiên bản eco tiết kiệm xăng nha nè. Tắt nè, V4 32 ly, 1,350,000 ha, cho cây ê chua trắng đời cao nha. Rồi em kế tiếp đó là một cây Austin 2401 nha. Công suất 24cc nồng nó 33 ly ha. Chạy chế một kim ga ngang quanh rồ nha anh em. Austin mình biết rồi đó, phiên bản của Đức sản xuất tại Nhật mà. Mấy thằng này chạy rất là trâu nha. Xăng lớn zin ha. Lốc có dập mát in Japan nha anh em. Đó, dập xuống cái đường đó đó. Tum nhôm tum liền nha ha. Nồi đồng có đá nha anh em. Đó. Công tắc nè, ga giữ nè, một tay cầm. Chắn cỏ đầu bò zin. Thì mấy anh nào cái này mà mấy anh muốn lên hai tay cầm thì mấy anh thêm giùm em 50 ngàn nữa ha, cho cây máy này. Còn mấy anh để nguyên cái phiên bản gì thì 1,4 triệu nha, là V5 33 ly 1,4 triệu ha, còn lên hai tay cầm thì 1,450 triệu nha. Đó em nói rõ ha. Còn anh nào muốn gọn nhẹ thì mình cứ để như vậy, em móc qua đeo vô đây quải lên cổ thôi. Đây một tay lên ga, một tay cầm máy cầm đó thì phát ha, chứ không có gì đâu. Rồi V5 anh chốt thì V5 giùm em 1,4 triệu. Rồi clip. Công suất là 223 ha, nồng 32 ly. Này đời cơ Mitsu đó nha anh em. Mà máy này gọi máy nhẹ, máy nhỏ ha. Máy này tua chạy khá nhanh nha ha, chạy rất là khỏe luôn. Nó 32 ly chứ chạy như những cây khác 33 ly. Đó, sở hữu chế zin tiết kiệm xăng nha.
có trợ lực nha, cho nên mấy anh xài cũng được, mấy chị xài cũng được, mấy bác xài lớn tuổi cũng được, đừng e ngại ha, cứ mạnh dạn chốt cái máy này đi đó. Em bao cho mấy anh xài luôn, máy khỏe mà còn cộng thêm tiết kiệm xăng nữa, tôm liền tôm nhựa nha anh em đó. Tắt nè, mở nè, tắt ga nè, một tay cầm đầu bò zin, cán cỏ zin ha đó. Máy này thì V6 32 ly 1,5 triệu nha, 1,5 triệu. Chứ không phải đường nào mà nói. Cái này á, là có lợi cho những anh nào mà đăng ký kênh mà gình hàng, em cứ đón về em lên xem là sẽ chốt được những cái máy đẹp nè. Quá trời đẹp luôn, ốc trong đây nó chốn nè, anh thấy không? Ốc 7 màu, ốc vàng tư luôn. Vàng tư luôn giống thèm 7 màu lấp lánh nữa, khá là đẹp. Lốc máy sáng này em ơi. Bình xăng trắng sáng ha. Nội mà cái tem của nó thôi là thấy đủ tiền ăn tiền rồi đó. Tông sẹp tông, chế zin nha. Lốc dập mát in Japan nha nè. Nó lắp dập máy lên ra banh trong cái đường này nè, thì mấy anh cứ kiểm tra ha. Mua khói nè, công tắc xịn sò chưa, ốc nè, tum nhôm tum gầy nha anh em. Cái này em nghĩ bán chắc cũng không có xài gì đâu, cái này chưa xài quá. Rồi lắp xoắn hái nè ha, quá đẹp anh em ơi, ốc tum thôi. Mấy cái chỗ này nè nó dầm mưa dãy nắng nó dễ bị sét nhiều nhất, mà thằng này mấy anh thấy đi, còn nguyên ốc cùng nè, hai tờ lo lớn ra giữ ha. Trắng cỏ đầu bò zin đó, đầu bò có chén chống mòn đầu ốc, chén chống quán cỏ luôn. V7 30 ly 1,5 triệu nha anh em. Nói quá nói này mà giá siêu là mềm mại cho mình ha, 1,5 triệu cho cây Maru 20 hạt siêu tầm nha. Rồi tôi muốn qua đây nữa ha. Thêm một mẫu siêu tầm zin những cái đời này á, thì ốc nó màu trắng nha anh em, ốc zin ha, quá đẹp. Này còn cái tem luôn nè ha, cái này thiếu cái thùng thôi chứ còn cái gì nữa, quá đẹp quá sáng. Chế zin mình xăng lớn đầu zin ha. Ở đây cái kim chỉnh thùng nhựa nó còn nè, anh nhìn bô khói cho anh này, màu xanh tôm liền tôm nhựa nha. Hai tay đôi ra bóp ha, cùng nè, hết nè, trắng cỏ đầu bò zin ha. Lốc giặt mát in Japan ha. Đó. Quá trời đẹp nức nở luôn. Giá mềm mại tiếp tục 1,5 triệu nha. V8 30 ly 1,5 triệu nha anh em. Đó. Ăn rẻ cho mấy anh luôn, đẩy hàng nhanh. Rồi Gui 2620 nè. Cực kỳ chạy bên shop em, một ngày mà lên bao nhiêu cây là bán bao nhiêu cây, mà thậm chí lên một cây ha, bán cây này rồi thì giới thiệu những cây khác trong shop còn bán được hết trơn anh ơi. Khách rất là chuộng, thứ nhất là chạy ổn định, thứ hai sở hữu chế zin này ha, chạy rất ổn định nè, thứ ba là có trợ lực nha, mà 26cc cho nên là hàng chuẩn á, không quá nhỏ mà không quá lớn ha. Anh nhìn cái tem nó không gắt luôn, bình xăng lớn zin này ha, máy nè quá đẹp ha, một vàng này, nó hàng là sưu tầm hết sảy luôn, tôm liền tôm nhựa nha anh em. Đó. Hai tay đôi ha, ra bóp nha, tắt mở nè, đầu bò zin lắp còn thông số luôn. V9 34 ly giá là 1,8 triệu đồng ha,
cho cây Ryobi 2620 nha anh em. Khá là đẹp ha. Rồi, cái đến Ryobi nữa. Cái này đều mới chạy nghe đã chứ. Này chạy động cơ của Mitsubishi TNL nha. TNL nha em. Đây. Hay lắm chứ Mitsubishi chưa? Chắn cỏ đầu bò zin, đầu bò có chén chống hoàn đỏ, chén chống bắn cỏ luôn ha. Đại khái đầy đủ ha. Đây. Cùng nè. Ga bóp zin nè. Đó, tắt nè, mở nè. À, bóp lưng luôn. Đẹp nha anh em. Đây thông số luôn. Để em coi năm sản xuất là 2020 nha. Quá trời mới đây thôi anh em ơi. À, tháng 6 2020 ha, mới có 3 năm à. Khung đầy đủ ha. Quá đẹp. Mấy anh nào bên Nhật mà không xài cái này kỹ điện cảm ơn ông coi. Cảm ơn những anh nào sở hữu cái này luôn coi. Đó, chế zin nè, hai chế zin hỏng xăng, hai hỏng xăng luôn nha anh em. Lắp giặt Mitsubishi ha. Quá trời đẹp luôn. Quá trợ lực nha anh em. Đó, máy chạy khỏe ra bóp zin ha. Lợi xăng, hàng sưu tầm luôn nha. Rồi số thứ tự chốt là JM31 ly, 1.700.000 đồng ha. Kivit 2325. Này thì cái thùng nó bị rách rồi, bị rách bên Nhật rồi nha anh em. Quá đẹp, bình xăng trắng này ha. Bu khói nè. Chế zin của nó nha anh em. Cái tem này ha. Lốc máy không đóng tem ha. Tum nhôm tum liền nha. Thằng này thì nó đề cao nha, mấy cái đề cao này lúc nào nó cũng có cái áo ở ngoài bảo vệ cái tum nha nè. Kivit nè. Đó. Ra bóp zin ha. Tắt mở nha. Một tay cầm đầu bò zin, ốc cụm còn sáng trắng nè. Rồi J17 32 ly 1.700.000 ha. Thì riêng máy này á, là phiên bản zin thì mấy anh cứ móc qua đeo vô đây, một tay cầm một tay bóp như vậy là bao sướng nha anh em. Còn anh nào muốn lên hai tay cầm thì em lên hai tay cầm cho J11 32 ly 1.700.000 ha. Rồi tới Mitsubishi tên là 23 nè. PC. Nồng 31 ly, công suất là 23cc ha. Anh thấy bình xăng lớn trắng sáng đẹp chưa? Cái máy này á, là 31 ly chứ chạy như những cây 3233 ly nha anh em. Do em này sở hữu chế zin tiết kiệm xăng ha. Mà bít tông thì rất là dày nha anh em. Rất là dày, chạy ổn định, lợi xăng luôn nha. Cho nên mình an tâm ha. Anh nào chưa xài thử đời máy Mitsubishi thì mình xài thử một lần giống như cô Nhanh quảng cáo không ha. Lốc có dập mắt in Japan nha anh em. Đây. Hàng dập lốc luôn. Đó, anh tắt nè. Có đế bộ đỡ bình xăng rồi luôn ha. Tum nhôm tum rời 260 nha. Hàng này chuẩn nha anh em. Cho nên ngoài cắt cỏ anh em có thể lấy đầu máy mình đấu xịt thuốc được luôn ha. Đây. Tên là 23. Lắp bắn tĩnh điện màu hồng luôn ha. Đầu bò zin. Đó. Tay trái nó tay lệch nha anh em, nghe giữ ha. Đời này chạy rất là ổn định và giá mềm mại theo nó luôn. J12 31 ly giá là 1.700.000 ha. 1.700.000. Ăn thôi còn đi học nữa. Rồi Magu Genma Nhật quên xài.
này là em nói là nó hội tụ hết tất cả những cây máy khác, ưu điểm của máy khác nó hội tụ gì đây hết vậy nè, tinh hoa đất trời anh em ơi. Magu Yenma 26cc có trợ lực ốc trắng nè, lốc máy nè, bình xăng lớn nè, quá trắng sáng nè, cái tem còn, và đặc biệt là cái nắp bình xăng nó còn cái đồ cái miếng nhựa để mình giữ cái nắp bình xăng lên nè ha. Đó, chạy chế zin luôn anh em, chế zin lốc nó sẽ có dập mát in Japan mà nó sẽ dập xéo lên đây một chút nè ha. Đó, mỗi màu hồng này quá đẹp, ốc trắng tư luôn ha, tum nhôm tum gầy 2/10 luôn nha anh em. Đó, xuất sắc trùng nè, ga bóp nè, con tắc trên ghi đông luôn nè, đầu bò trắng cỏ zin nè, là lắp và không số luôn. V13 34 ly 2.200.000 ha, 2.200.000 cho cây Magu nha. Đó, quá đẹp, có trợ lực mà tum nhôm cái đó. Rồi, kế đến là Magu 32cc nòng 38 ly. Khỏe như trâu ha, khỏe như trâu. Máy này công suất lớn nha nè, Magu đầu vuông ha. Chạy chế hai kim, chế zin quanh rồ luôn nha. Đó. Tum nhôm tum gầy 2/10 nha. Chân chống nè. Công tắc nè. Đó. Chế hai kim luôn ha, cho nên chạy siêu khỏe nha. Lốc giặt mát in Japan luôn. Đó. Hai tay đôi ra giữ trắng cỏ đầu bò zin ha. V14 nha, 38 ly 2.600.000 nha nè. Rồi những cây cuối cùng, máy cồ nè. Đó, Gobin NB321 nha, rất là lâu rồi mới về máy nồng lớn như đó nha nè. Nòng 38 ly, công suất là 32cc ha. Chạy chế hai kim nha anh em. Hai kim nghe quanh rồ luôn. Đó, bình xăng lớn zin. Anh nào kiếm máy lớn mà phát cước rồi đó ha, tối ngày phát cước không phát lử đó. Thì đây. Chọn cái này đi, em đảm bảo mà anh luôn tum nhôm tum liền nha, công tắc nè. Đó. Hai ta đôi ra bóp zin ha. Đầu bò zin. Lắp còn thông số luôn. V15 38 ly 2.600.000 đồng ha. Cho cây Gobin, Gobin chúa. Chờ chờ máy chạy nghe đã. Rồi, Mitsu Tân là 33 nè. Cô Hậu
tên là 33 nha. Nồng 36 ly, công suất 33cc mà nó chạy như những cây 40 ly. Em cảm nhận vậy luôn đó nè. Có trợ lực ha. Cho nên là nó hỗ trợ quá trình mình giật rất là nhẹ nhàng nha nè. Sở hữu chế hai kim đeo đỏ tự động nha. Lóc dập mắt in Japan ha. Đó, bình xăng lớn zin nè. Khá là đẹp nha nè. Lóc dập mắt in Japan ha. Đầy đủ nè. Thùng lớn, bố lớn, thùng gời nha nè. Anh nào chơi hệ Mitsu mà không lấy cây này nên chọn cây nào chạy liền lạc quá trời luôn. Ra bóp zin nữa nè. Mở nè, tắt nè. Đầu bò trắng cỏ zin ha. 3 triệu 900 ngàn đồng ha. Đó. Cây này là V16 nha. 36 ly, 3 triệu 9 để em bán 4 triệu đó. Hôm lấy số 9 đi cho nó đẹp nha anh em. À, 3 triệu 9 ha. Rồi. Mitsubishi tên là 261 nha. Rồi cây đeo lưng cuối cùng 261 nha. Chị chế hai kim chế zin quanh rồ nha anh em. Đeo lưng người ta cũng rất là đẹp nha. 2 triệu tư nha anh em. Cây cuối cùng V17 2 triệu tư ha. Tum nhôm tum gờ 260 ha. Có tem cả 6 rồi luôn. Tum gờ nha. Cái tum nó sẽ có dọc lóc made in Japan. Cái tum dập Japan. Rồi cái lóc cũng có dập made in Japan luôn ha. Ga nè, con tắc nè. À, đầu bò zin ha, tay cầm này nó xấu rồi nữa, em làm tay cầm khác cho mình nha. Rồi V17 2 triệu tư nha. Rồi em chào và hẹn gặp lại mấy anh, tạm biệt ha.